tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu vào làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại và nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay." Chúa đáp: "Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ ông bà anh chị em, chuyện kể rằng có một chàng thanh niên thông minh trí thức đi tìm thầy để học đạo. Nhưng để gặp được thầy, anh ta phải qua một con sông, và phương tiện chỉ là một chiếc thuyền nhỏ. Anh bước xuống thuyền của một ông già. Anh nhìn thấy mái chèo bên phải ghi dòng chữ cầu nguyện, còn mái chèo ở bên trái mang chữ lao động. Chàng trai nhếch mép cười và nói: "Lão già ơi, lẩm cẩm rồi, chậm tiến quá. Đã lao động thì cần gì phải cầu nguyện nữa?" Ông lái đò chẳng nói gì cả. Ông gác mái chèo cầu nguyện lên mạn thuyền và chỉ chèo một mái chèo lao động. Ông chèo chèo mãi, nhưng thuyền cứ quay tròn chứ không tiến lên phía trước được. Chàng trai hoảng hồn tưởng đò sắp chìm, liền kêu to: "Ông ơi, ông làm gì vậy? Sao ông lại chèo có một mái? Ông chèo cả hai mái cho cân nhau, thuyền đắm bây giờ." Bây giờ ông lão già mới nhận nha và nói: "Thì cậu chẳng bảo tôi rằng đã lao động thì không cần cầu nguyện là gì?" Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hai chị em Marta và Maria được diễn tả như hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. Maria thì trầm lặng suy tư, Marta thì lại quá nhanh nhẹn xốc vác. Maria suy tư sâu sắc, còn Marta thì bận rộn ngược xuôi. Chính Đức Giêsu là trung tâm của mối quan tâm của hai chị em, vì cả hai đều quy về hướng về Đức Giêsu bằng hai cách thức khác nhau. Marta thì phục vụ Chúa, còn Maria thì lắng nghe lời giáo huấn của Chúa. Cả hai đều thiện chí, nhiệt tình đối với Chúa Giêsu. Hôm nay Chúa Giêsu muốn nói rõ hơn về tinh thần phục vụ của Marta khi Ngài nói: "Marta, con lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất." Câu trả lời của Chúa Giêsu, câu nói này có lẽ làm cho Maria cảm thấy bị sốc. Chúng ta hiểu ý của Chúa qua câu trả lời này. Marta không phải là người tồi nhất và Maria cũng không phải là người tốt nhất, nhưng Maria là người đã chọn phần tốt nhất. Đức Giêsu đánh giá Marta cũng là làm việc tốt, nhưng Maria lại làm một việc tốt hơn. Đức Giêsu không coi nhẹ công việc của Marta, nhưng muốn Marta lo lắng những công việc như thế, nhưng phải làm trong một tinh thần yêu mến và khiêm tốn. Tuy vậy, Đức Giêsu coi việc lắng nghe lời Chúa là việc ưu tiên. Maria đã chọn phần ưu tiên tốt nhất. Maria đã chọn lựa ngồi bên chân Chúa để tâm sự với Chúa, để biết ý Chúa muốn cần gì. Maria đã hiểu ý Chúa, cũng như Chúa đã hiểu ý của Maria. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Đời sống đức tin của chúng ta cũng cần có sự hài hòa, điều hòa và quân bình giữa sự cầu nguyện và hành động. Cầu nguyện nhiều mà không cảm thấy có sức mạnh nào thúc đẩy mình đi đến hành động thực tế, thì sự cầu nguyện ấy hẳn nhiên không phải là cầu nguyện đích thực, nghĩa là không thực sự gặp được Chúa. Rất nhiều người Kitô hữu hiện nay trong tình trạng này, họ cảm thấy an tâm, tự cho mình là đạo đức, chỉ vì họ đã dành rất nhiều thời giờ để cầu nguyện, nhưng mà thực sự cầu nguyện của họ chẳng dẫn họ đến hành động để hiện cụ thể hóa tình yêu thương mà đáng lẽ họ phải đạt khi cầu nguyện đích thực. Vì thế có rất nhiều việc đáng lẽ họ nên làm hoặc phải làm, nhưng họ đã không làm. Và hiện nay có rất nhiều nhà theo cái dạng tu đức chỉ hoặc nhấn mạnh đến cầu nguyện mà không quan tâm nhắc nhở gì đến bổn phận phải hành động. Tuy nhiên, năng hành động mà không cầu nguyện thì dễ đi đến chỗ hành động chỉ vì lợi ích cá nhân, lợi ích riêng của mình, chứ không phải là Thiên Chúa hay vì anh chị em của mình. Hành động như thế xét về tâm linh thì không mấy giá trị và ít đem lại lợi ích thiên liêng. Người hành động nhiều mà không cầu nguyện thì giống như người hành trình vào một vùng đất lạ, chỉ biết tới đó mà không biết đi đâu, phải lâu lâu dừng lại xem bản đồ của mình đang ở chỗ nào và biết đường đi nào để đến tới mình muốn. Vì thế có rất nhiều khả năng họ sẽ bị lạc đường, hoặc như người hành trình không biết dừng lại để ăn uống, họ sẽ bị lạc xăng để hầu tiếp sức, những người hành trình không biết dừng lại để ăn uống, để đổ xăng để hầu tiếp sức cho chính bản họ thân, sẽ không đủ tiếp sức nhiên liệu phương tiện đi đến hết cuộc hành trình của mình. Vậy cầu nguyện và hành động đều rất cần thiết cho người Kitô hữu và cho mỗi người chúng ta để thực hiện một cách quân bình và điều hòa trong cuộc sống. Kính thưa công đoàn phục vụ, lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta thực hiện hai bổn phận quan trọng, đó là dành thời gian cầu nguyện với Chúa và thực thi đức ái với anh chị em của mình. Hai bổn phận này liên đới và bổ túc cho nhau để hình ảnh của đời sống Kitô hữu được triển nở, làm sáng lên hình ảnh của Đức Kitô trong cuộc sống của chúng ta. Đúng thế, thế giới càng văn minh, con người càng vội vã, bận rộn, con người ngày hôm nay là không còn thời giờ bên Chúa, họ vội đi lễ vội vàng, họ đến muộn nhưng về sớm, họ đi lễ nhưng không gặp Chúa vì chỉ tranh thủ đi lễ cho xong. Họ có thể ngồi hàng giờ bên quán cà phê để tán gẫu, họ bỏ ra vài tiếng đồng hồ để lướt điện thoại, nhưng lại không ngồi yên đến 5 phút để tưởng nhớ đến Chúa. Họ bận rộn công việc làm ăn buôn bán và quên rằng có một đấng luôn luôn chúc phúc cho việc làm ăn của mình. Họ quên đi sự hiện diện của Chúa, họ quên cảm ơn Chúa, họ mải mê với công việc và vui chơi giải trí mà quên rằng cuộc đời của họ được như vậy là bởi ơn Chúa ban xuống cho họ. Tuy nhiên, bổn phận thứ hai cũng không kém phần quan trọng, nó bổ trợ cho bổn phận thứ nhất, đó là quan tâm đến anh chị em của mình. Nhiều khi chúng ta có trăm ngàn công việc để quan tâm nên tình người bị sao nhãng. Người ta mải mê với công danh sự nghiệp và quên đi tình người. Người ta ít có thời gian để tâm sự với nhau. Người ta càng ít có thời gian để viếng thăm nhau. Không có tâm sự sẽ không hiểu biết thông cảm lẫn nhau. Không có những cuộc thăm viếng tình người sẽ phôi pha theo thời gian. Đôi khi những người trong gia đình cũng chẳng có thời gian thăm hỏi nhau hay chuyện trò với nhau. Thiếu sự thăm hỏi tình người như đi xa dần, thiếu sự đối thoại sẽ mất đi sự cảm thông. Vì tình yêu đích thực không dừng lại ở đầu môi chóp lưỡi, tình yêu không dừng lại ở việc chạnh lòng thương xót mà phải dấn thân để xoa dịu nỗi đau của đồng loại, để băng bó những thương tích của anh chị em. Tình yêu đức thực luôn đòi hỏi sự gần gũi, sự cảm thông và nâng đỡ. Khi chúng ta có được niềm vui của Chúa, như trong bài đọc 1 Xích Sách Sáng Thế nói rằng, lòng mến khách của ông Abraham và bà Sarah đã được Chúa thưởng công do sự tiếp đãi ân cần của ông bà. Chúa đã hứa cho ông bà một mụn con, điều mà ông bà hằng ao ước lâu năm.
Thiên Chúa vẫn thăm hỏi mỗi người chúng ta từng giây phút trong cuộc đời. Chúng ta, Chúa vẫn đang lặng lẽ viếng thăm tâm hồn mỗi người chúng ta. Hãy mở rộng lòng đón nhận Chúa. Hãy ngồi dưới bên chân Chúa để tạ ơn về hồng ân của Ngài ban cho chúng ta. Hãy thưa với Chúa về những khó khăn trong cuộc đời của chúng ta đang trải qua. Và xin Chúa cũng ban cho chúng ta biết dành thời giờ cho nhau qua những việc thăm hỏi, thăm viếng, động viên nhau, qua những việc giúp đỡ, săn sóc đầy tình người. Ước gì mỗi người chúng ta hãy biết quên đi cái tôi của mình để lo cái lo của anh em, để biết sống mình vì mọi người, để cùng nhau xây dựng một thế giới đầy ắp tình yêu thương. Amen.